Thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, mới đây tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã trao tặng, truy tặng huân chương độc lập, huân chương lao động cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo bộ, lãnh đạo các đơn vị và đại diện các gia đình được truy tặng huân chương độc lập. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh tấm gương của các đồng chí sẽ được tập thể cán bộ, công chức và người lao động ngành noi theo, từ đó thực hiện thắng lợi và hiệu quả các định hướng và mục tiêu được Đảng và Nhà nước giao phó. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu sắc như hiện nay, sự phát triển của ngành công thương có được nhiều thuận lợi nhưng cũng đi kèm những khó khăn. Bộ Công Thương đã và đang tiếp tục nỗ lực tập trung triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Chính phủ, luôn bám sát và nắm chắc tình hình để có những chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề quan trọng và cấp bách, huy động tối đa năng lực và nguồn lực của tập thể cán bộ, công chức và người lao động ngành công thương.